Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách chặn lời mời tham gia trên cộng đồng trên Messenger nha các bạn. Thì hiện Messenger đã triển khai cái tính năng là cộng đồng, kênh thông báo như là kênh thông báo trên Instagram để mọi người có thể dễ dàng kết nối với những cái thông tin cũng như là nghệ sĩ nào mà các bạn mong muốn. Thì tuy nhiên việc nhận quá nhiều lời mời tham gia kênh cộng đồng Messenger ảnh hưởng tới bạn rất là nhiều. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chặn lời mời tham gia kênh cộng đồng Messenger nha. Thì đầu tiên tại giao diện Messenger thì các bạn hãy chọn vào biểu tượng ba dấu gạch ngang ở phía trên góc trái trên cùng màn hình điện thoại nha các bạn. Mình sẽ chọn vào cái phần này. Rồi tiếp theo là các bạn hãy chọn vào biểu tượng hình bánh răng cưa nha. Mình sẽ chọn vào biểu tượng hình bánh răng cưa như thế này. Rồi tiếp theo là các bạn hãy lướt xuống và các bạn hãy chọn vào cái phần là thông báo và âm thanh nha các bạn. Thì mình sẽ chọn vào cái phần là thông báo và âm thanh. Rồi tiếp theo là các bạn hãy chọn vào cái phần là lời mời tham gia kênh đây các bạn, kênh mới và phổ biến đây. Thì nó đang bật như thế này. Thì mình sẽ tiến hành tắt những cái thông tin này đi nha các bạn. Thì mình sẽ tắt vào cái phần là đây, cái phần này nha các bạn. Ngay cái phần là cộng đồng và kênh đó các bạn, thì mình đang mở như thế này. Thì mình sẽ được mời là khi mà mình bật như thế này thì mình sẽ được mời vào tham gia những cái kênh trên Messenger. Thì nếu mà các bạn không muốn thì các bạn có thể tắt ra đi bằng cách là gạt cái nút thanh trạng thái màu xanh đó, sang màu xám như thế này nha các bạn. Thì như vậy là các bạn đã tắt cái chặn lời hoặc là chặn lời mời tham gia kênh cộng đồng trên Messenger rồi. Thì nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp nha.